Đây là một vườn rau sạch ở Dĩ An, Bình Dương này các bạn. Người nông dân trồng rất là nhiều rau luôn. À, các bạn thấy rất là thú vị không? À, đây là một cái thửa rau dền nè. Rau dền nè. Bên này là rau muống nè. Đó, tất cả các loại rau đều sang xanh mơn mởn luôn, rất là cưng luôn. Đó, cái bụi kia là bụi xả này, đang giống như nhiều các bạn nhìn những cỏ nhưng mà xả đó nha. À, đẹp ghê. Cái đây là hoa, cái đây là mồng tơi nè, mồng tơi nè, vegetable in the garden thì rất là rau xam quá. Rau xam nè, cải này, cái thìa này, đó, quá trời trời luôn. Một cái mình gọi là một khu vườn đi ha, chứ cùng một cánh đồng bao la luôn á, nhưng mình gọi là khu vườn để cho nó gần gũi. Đó, các bạn thấy không, quá trời luôn, người nông dân họ trồng tuyệt vời luôn, đẹp ghê luôn á, cái đẹp luôn đấy. Đẹp quá. À, cải này, cải dúng ăn lẩu nè các bạn, đẹp không? Mồng tơi này, mồng tơi này, xanh mơn mởn luôn, xanh mơn mởn luôn. À, đó, xanh mơn mởn luôn, đẹp quá. Cải này, cải bự này. À, trồng chuyên nghiệp á, và như vậy đây có màng chắn ha, cho các côn trùng mưa để cho ấy. Đây là họ mới gieo rồi lên mầm này. À, đẹp ha, luống luống rất là đẹp, không có một miếng cỏ luôn, mà cây nào ra cây đó xanh mơn mởn luôn. Đây này các bạn này, thấy đẹp ha. Tuyệt đẹp luôn. Mà rộng thênh thang luôn á các bạn. Mình quay đây là mình có thể thiếu sót á, nhưng mà về cơ bản thì hết 90% khu vườn. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đẹp quá. Đây là họ đang gieo nè. Còn ở đây là cải mâm nè. Cải mâm tức là cải gì? Là cái nhỏ lớn 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 lên lên nè. À, ở đây còn cái mầm. Đó, các luống rau. Các luống rau nhìn thấy đẹp ha. Sạch nè, sạch lên ha, sáng tươi luôn. Xà lách này, người nông dân họ mới xa xa kia là một nhóm bạn học sinh cấp 3 lớp 10 trường Dĩ An đó, đang đi thực địa đó, đang đi thực tập, đang đi trải nghiệm khu vườn sinh thái trồng thực tế nè. Các bạn đang đi thực tế đó, theo tiết học á. Trời đẹp luôn. Đẹp ghê không? Đẹp các bạn. À, rộng thênh thang luôn nè. Đây này này, đó. Những cái loại mà đang nhỏ như thế này thì họ phải có chắn hết, tại vì sợ mưa nè, sợ côn trùng nè, này nọ kia đó, nó sẽ làm cho hư cây. Rau dền này các bạn này. Một thửa rau dền dài, đa số là mình thấy có rau dền, rau dền, mồng tơi, các loại cải ha, các loại cải nhiều lắm, 5-7 loại cải lận.
Đẹp không? Fresh plant. Đây là mồng tơi nè. Đây là rau muống nè các bạn. Rau muống nè. Các cọng rau nhỏ, các luống rau nhỏ thì được bao bọc kỹ ha, để cho nó an toàn. Đây, đây là thửa xà lách này. Người nông dân họ chăm chút từng luống rau rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Phải chuyên nghiệp như vậy chứ, màng hết ha. Các bạn thấy dân màng hết không? Dân màng hết ở trên xuống này. Mục đích là để cho cái những cái hạt mưa lớn đó, những cái trận mưa lớn nó không có làm hư cây. Các luống rau này là đang gieo hết nè các bạn, đang gieo lên năm mầm này. Đang gieo lên mầm này. Đó, rau mầm này như thế này đây, đang gieo lên nè. Giống như một cái thảm cỏ ha, nhỏ thôi. À, cải nè, cải dúng nè, nó đang lớn lên nè. Đó, các bạn thấy không, cải dúng đang lớn lên nè. Đó, xà lách nè, trồng rất là bạc ngàn ha. Rau nè. Xa xa này là rau dền nè các bạn. Đó, rau dền. Bây giờ đang thu hoạch đấy. Đang cắt thu hoạch đấy. Nó trời đẹp luôn. Xa xa kia cũng là các thửa rau, các luống rau mà trồng trong bao được bao bọc hết ha. Hệ thống lưới hết để cho hạn chế côn trùng mưa. Mưa. Đẹp quá. Đây cây đinh lăng nè các bạn. Đó, cây đinh lăng xung xuê không? Đẹp không? Cây đinh lăng quá đẹp luôn. Giờ mình đi hướng nào qua đây? À, mình đi hướng này qua đi các bạn. Mình sẽ qua bên kia cho các bạn xem ha. Để đi mình di chuyển ngược lại. Đó, ở mức bên kia đã được bà coi, bên kia, bên bờ bên kia. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua cho các bạn xem cái bờ bên kia. Người nông dân họ trồng quy mô lớn chứ không phải nhỏ đâu nha, rất là lớn luôn. Sáng nay là tưới nước rồi, sáng nay họ tưới nước kỹ hết nè, nên nó ướt hết nè, ướt hết các luống luôn. Đó. Mình vừa đi mình vừa nói rồi mình vừa review cho các bạn xem ha, vườn rau thực địa ha, rất là đẹp luôn. Bạn thấy nhà trồng rất là bài bản không? Bên này là xa xa kia là các bạn học sinh nè, đang rất là vui vẻ trải nghiệm ha, trải nghiệm. Sao giờ lúc đó mình coi thấy mình qua bên này như thế nào đây, như thế nào để cho các bạn xem đây, các bạn xem đây. Đó, bạn thấy không? Xa kia nè là các cái môn thửa ruộng môn, ở trồng môn nhiều ha. Đó, một cánh đồng môn luôn.
coi cho mình đi qua cái gì sao. Để mình quay cho các bạn xem này. Có nhái nữa nha các bạn. Nhái á. Các cái nhái nữa. Các cái con nhái nữa. Bạn có thấy là mình quay nhiều không? Một hai ba qua đây cái khu này đây đó. Đây là một cái thửa hành, thửa này là thửa hành thì các bạn. Đây là thửa hành này, đây là cúc này, tầng ô này, đây là rau cá hả, nước cá, tầng ô này, hành này, hành lá này, đó, hành lá đó, hành lá đó các bạn. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời luôn ha. Trồng quá chuyên nghiệp. Đó, xa xa kia là họ trồng môn mà, họ trồng môn nhiều này. Trồng môn mà. Còn đây là cải nè, xà lách nè, cải dúng nè. Trồng tơi nè. Trồng tơi nhiều này ha. Trồng bông tơi nhiều ghê không? Đó, quá trời ha. Những cái thửa sâu quá trời bự luôn. Đó, môn đó các bạn. Thôi mình kết thúc clip tại đây ha các bạn. Mình đang đi thực địa một cái vườn rau cực kỳ lớn ở Dĩ An, ở Chiêu Liêu, ở Tân Bình, cho các bạn thấy người nông dân họ trồng chuyên nghiệp như thế nào. Tất cả đều là hệ thống màng hết này. Thật dài luôn. Mình kết thúc clip tại đây các bạn.